26 tháng 12, thứ ba, Thánh Tê-phan-ô tử đạo tiên khởi. Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Ngày ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các tông đồ rằng: Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị. Họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì ta, chúng con sẽ bị điều đến trước vua quan để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì. Vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, xin đón nhận tâm hồn con. Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha. Thánh Tê-phan-ô xuất hiện lần đầu trong lịch sử giáo hội như một trong 7 vị phó tế mà các tông đồ đã tấn phong để trợ giúp các ngài trong việc quản trị. Nhưng ngài dường như đã dấn mình vào việc rao giảng và hội giáo hướng tới những hội đường nói tiếng Hy Lạp. Chính ở nơi một trong những hội đường này mà nhóm người tự do đã tố cáo ngài trước hội đồng công tọa như một người lạc giáo. Họ bắt giam và thử thách Thánh Tê-phan-ô. Đúng như lời Chúa Giê-xu nói, không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha. Sự khôn ngoan nơi Thánh Tê-phan-ô là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Vì thế, hội đồng công tọa không thể nào đối đáp tranh luận hoặc bắt bẻ ngài được. Không những thế, ngài còn cho biết ngài đã thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Trong khi bị ném đá, ngài đã thưa với Chúa: Lạy Chúa Giê-xu, xin đón nhận tâm hồn con và xin Chúa tha thứ cho những người ném đá ngài. Ước gì các gia đình vui mừng vì tin chắc rằng Thánh Tê-phan-ô đã đón nhận Chúa Giê-xu với lòng tin cậy mến và tỏ bày lòng tin cậy mến ấy bằng cách hiên ngang sống đức tin, vững bền đức cậy, nồng nàn đức mến Chúa yêu người, đồng nghĩa với việc sống trọn vẹn lời Chúa Giê-xu dạy trong tin mừng, thì chắc chắn ngài cũng sẽ được Chúa Giê-xu đón nhận vào nước trời và bên tòa Chúa ngài cầu bầu cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho các gia đình hân hoan đón nhận Chúa Giê-xu Giáng sinh với lòng tin cậy mến và tỏ bày niềm tin cậy mến trong cuộc sống chứng nhân giữa đời thường là sống công chính theo tin mừng Chúa Giê-xu đã dạy. Amen. Mùa Giáng sinh đã về, mùa ân lộc vô vàn từ trời cao đổ xuống như sương, như mưa, tưới tắm lòng người tinh tuyền, thơm ngát hương tình thường huyệt nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng chúng ta là hạnh phúc lớn lao cho nhân loại. Sống theo lời Chúa TV kính chúc quý vị Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Nguyện Chúa Giáng sinh trong lòng mỗi người, Giáng sinh trong mỗi gia đình, để tình yêu Chúa Giáng sinh làm nồng nàn tình yêu gia đình, và tình yêu gia đình làm nồng nàn tình yêu nhân loại. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người an vui. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người yêu đời. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc
Chúa đã sinh.